mình nâng mũi bằng gói gây tiềm mê. Khi mình chưa làm á, mình cũng rất là sợ đau, mình vốn dĩ là nhát mà, nhưng mà khi mình làm rồi á thì mình hoàn toàn không hề đau luôn. Chào mọi người, mình tên là Linh, mình đến từ Bình Dương. Hôm nay mình nâng mũi đã được 14 ngày. Mình nâng mũi cấu trúc đệm trung bì mỡ. Hôm nay là mình đến cắt chỉ. Mũi trước kia của mình là sống mũi thấp, đầu mũi hơi bè. Khi mình chụp hình thì không có sống mũi, nên mình mong muốn là được chụp hình lên ăn ảnh hơn. Mình có tìm hiểu rất là nhiều, nhưng mà mình tin tưởng bác sĩ Phương vì mình có bạn làm ở đây rồi. Và mình thấy dáng mũi tự nhiên, mình thích dáng mũi tự nhiên. Và mình thích những gì gọi là người thật, việc thật. Nên mình quyết định tới đây làm. Bạn mình làm mũi đã được 1 năm hơn. Và mình đã theo dõi Facebook của bác sĩ 1 năm hơn. Mình nâng mũi bằng gói gây tiềm mê. Khi mình chưa làm á, mình cũng rất là sợ đau. Mình vốn dĩ là nhát mà. Nhưng mà khi mình làm rồi á, thì mình hoàn toàn không hề đau luôn. Thì trong lúc mình làm thì mình cảm giác là bác Phương thao tác rất là nhanh, gọn. Mình có cảm giác là quá trình diễn ra chỉ có mười mấy phút thôi. Sau khi nâng mũi thì em gái mình có nhận xét là mũi mình đẹp hơn, nhìn sang hơn. Bản thân mình cảm nhận là mình thấy khuôn mặt mình nó thanh thoát hơn và sang chảnh hơn. Mình có lời khuyên đó là nếu mà mình đã muốn thì mình cứ làm. Lúc mình chưa làm thì mình nghĩ là sẽ đau lắm, nhưng mà thực ra là không hề đau. Thời buổi mới này ai cũng muốn mình đẹp, thì cứ mạnh dạn mà làm đẹp thôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của mình và chào tạm biệt.